Để trẻ sớm được tiếp cận vaccine, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các cơ sở tiêm chủng phải có kết luận đúng trẻ nào đủ điều kiện tiêm, chống chỉ định, trì hoãn, thận trọng tiêm hoặc cần tiêm tại bệnh viện, không tự ý chỉ định tạm hoãn tiêm cho trẻ. Theo đó, Sở Y tế đề nghị các cơ sở tiêm chủng thực hiện khám sàng lọc theo đúng nội dung bảng kiểm trước tiêm theo quy định số 5002 của Bộ Y tế. Từ đó có kết luận đúng các trường hợp đủ điều kiện tiêm, chống chỉ định, trì hoãn, thận trọng tiêm chủng hoặc chuyển khám sàng lọc và tiêm tại bệnh viện. Lưu ý các đơn vị không tự ý chỉ định tạm hoãn tiêm nếu không thuộc các trường hợp đã quy định trong bảng kiểm nhằm tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận vaccine sớm. Khi trẻ được chỉ định chuyển khám sàng lọc, tiêm chủng tại bệnh viện, Bác sĩ trực tiếp khám sàng lọc phải ghi rõ lý do và tên bệnh viện cần chuyển, đồng thời hướng dẫn đầy đủ cho người nhà về việc chuyển trẻ đến khám sàng lọc và tiêm chủng tại bệnh viện. Cùng với đó, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiêm chủng tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các quy định chuyên môn khác về tiêm chủng, đặc biệt phải theo dõi trẻ tối thiểu 30 phút sau tiêm. Đối với các bệnh viện chuyên khoa nhi và bệnh viện đa khoa có chuyên khoa nhi, cần phải tích cực tiếp nhận trẻ đến và hướng dẫn người dân tránh gây phiền hà, tạo điều kiện cho trẻ được tiếp cận xin sớm.